AK shop giới thiệu anh em video review HH216 với combo gương cầu Morimoto Angel Eye DVA LED Audi, dummy một màu, xi nhan một màu. Quả tiết LED và màu sắc LED các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Trên video các bạn đang xem lúc này là dummy màu trắng, xi nhan tự động chuyển sang vàng và chết tắt. Các bạn tắt xi nhan, đèn tự động chuyển về màu trắng ở chế độ dummy ban đầu. Phần gương cầu Morimoto kết hợp Angel Eye trắng DVA xanh dương. Phần đèn sau với combo LED Audi LED Olof. Sản phẩm được viện AK Shop